Cây mai này dâm được một tuần thì nó ra rễ như thế này nè mọi người. Không phải là mình khen cho quá chứ cái trà thuốc này nó thần thánh thật. Mọi người không tin thì cứ xem hết video đi, mình sẽ chứng minh cho mọi người xem. Chính xác là cây mai này mình đã nhúng thuốc và mình dâm vào chủ nhật tuần trước. Thì tới ngày hôm nay là ngày thứ hai thì cho là 8 ngày đi. Thì mọi người cứ việc xem trong 8 ngày đó mà cây mai nó đã phát triển được như thế này thì còn cái thuốc nào mà bằng nữa. Không phải nó quá chứ cái trà thuốc này mà lỡ nó dính trên thân mà đủ độ ẩm chắc là nó sẽ ra rễ trên thân luôn đó. Thì mục đích bữa hôm mình làm cái cây này để mình chứng minh cho mọi người xem là cái thuốc này nó hiệu quả. Nhưng mà ngày hôm nay mình thăm là thật sự mình còn rất là bất ngờ luôn nữa. Và đây là ngày giờ mình cũng có quay lại để chứng minh với mọi người lời mình nói là sự thật, và cái ngày giờ này thì mình không thể thay đổi được đâu. Thật ra thì mình cũng chỉ là một người bán hàng chứ mình không phải là cái người sản xuất ra cái trà thuốc này để mà mình tôn vinh, mình nói quá nó lên. Thì thực tế là mình xài cái hiệu quả nó như thế nào thì mình làm, mình giới thiệu lại với mọi người. Và nếu như mọi người đang có cái nhu cầu sử dụng cái thuốc kích rễ nhưng mà đang phân vân là mình chưa biết sử dụng cái loại thuốc nào cho nó hiệu quả, thì mình xin giới thiệu với mọi người cái chai thuốc hiện tại mình đang sử dụng là chai thuốc kích rễ mai vàng A01, và sản phẩm hiện đang có trong cái giỏ hàng màu vàng nằm ở bên góc trái màn hình. Mọi người có cần sử dụng thì có thể vào để ủng hộ nha. Để đặt hàng, các bác bấm liên hệ hotline 0931 330 884 hoặc bấm vào link trong phần bình luận hoặc bấm vào nút hướng dẫn đặt hàng để được miễn phí ship nhé.